Lời nói đầu tiên cho Hiếu gửi lời chào thân thương và trân trọng nhất đến với cô chú anh chị và các bạn trong cũng như là ngoài nước ạ. Rất vui được gặp lại tất cả mọi người trong cái video hôm nay. Xin kính thưa quý vị khán giả thân yêu, nói vì nói nhưng mà chúng ta cũng không quên cái vụ án 50 người đúng không ạ? Thì cái vụ án 50 người xâm nhập gia cư bất hợp pháp, gây mất cắp tài sản cũng như là gây thương tích đối với Thiền Am. Đây là một cái vụ mà dư luận đang rất là quan tâm thưa quý vị. Và cho tới thời điểm hiện tại thì chưa có hồi kết cũng như là chưa có một cái kết luận nào từ cơ quan chức năng để mà giải quyết dứt điểm cái vụ này, để không còn xôn xao dư luận nữa thưa quý vị. Trong cái video clip hôm nay, Hiếu muốn chia sẻ một đoạn giải trình của thầy Nhất Nguyên cùng với vị luật sư tài ba của Thiền Am. Nếu mà Hiếu đoán không nhầm thì cái tiếng nói này là của luật sư Lê Ngọc Lân thưa quý vị. Thì nhắc đến luật sư Lê Ngọc Lân thì tất cả những ai yêu mến Thiền Am cũng đều biết đến vị luật sư tài ba này đúng không ạ? Thì trong cái cuộc đối thoại này giữa hai người và những cái câu hỏi mà vị luật sư này đã đặt ra cho các thầy ở Thiền Am thì cũng đã có một cuộc trao đổi rất là thẳng thắn cũng như là tất cả những cái sự việc trong mà cái vụ án 50 người có liên quan đến ông Thắng bà Mai, và đặc biệt là cái câu chuyện này có liên quan đến Diễm My thưa quý vị. Thì trong cái video clip này, Hiếu muốn quý vị hãy nghe hết cái video để chúng ta hiểu rõ hơn cái sự việc. Và sau cái vụ án 50 người đó thì Thiền Am đang rất là lo lắng cho những cái vụ tiếp theo thưa quý vị. Và cái nỗi quan mang, cái nỗi sợ hãi của những người Thiền Am chưa bao giờ hết đó. Và cũng rất cần cơ quan chức năng hãy vào cuộc mà xử lý nhanh chóng cái vụ việc này. Và luật sư cùng với Thiền Am đang có một cái quyết tâm mà đưa cái vụ việc này ra ánh sáng thưa quý vị. Và sau đây không để mất thời gian của quý vị lâu nữa, mời quý vị cùng nghe cái đoạn video clip. Rất mong là quý vị hãy nghe hết cái video clip này để chúng ta biết được cái sự việc nó như thế nào nha quý vị. Đó, rất mong quý vị hãy xem ủng hộ cho cái kênh Hiếu Fan Vlog ngày càng mạnh mẽ hơn nữa. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và sau đây Hiếu mời tất cả cô chú anh chị và các bạn cùng nghe cái đoạn video clip giữa luật sư tài ba và các thầy ở Thiền Am. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Cô lại quay trở về đây. Cái mâu
xong rồi cô sợ thì sau hai sau gần hai tháng cô nghĩ rằng bà mẹ không có bắt nữa, cô mới về đây lại. Cô về là trước khi cô về, cô gọi sư phụ cô nói rằng á là con về đây con, rồi thầy nói với ba mẹ con rằng đừng có bắt con nữa nghe. Thì ba thì sư phụ mới gọi cho ba của cô, gọi cho ba của cô để trình bày rằng là ngày hai tháng cô sẽ về đây. À, thì nếu như mà ba mẹ gặp thì lên thăm hỏi cô thôi, nếu mà đừng có bắt cô về. Nếu mà nếu mà có ý định bắt cô về là cô cũng sẽ ở trên, cũng không về đây đâu. Đó thì sau khi gia đình hứa rằng là thôi để bé nó về đây đi, đừng cho bé ở ngoài Vũng Tàu, dù sao nữa ở đây thì ba mẹ vẫn lên thăm nó, thấy mặt con. Rồi thay vì ở Vũng Tàu thì không biết mặt đâu hết. Thì rồi thì ba của bé có hứa với sư phụ là thôi cho bé về đi, về đây dù gì ba cũng an tâm hơn. Thì sư phụ mới nói với bé là rồi ba con hứa là con về đi, ba con không bắt con về đâu. Bé an tâm để về. Và bé an tâm về 9 giờ sáng ngày 22 bé về tới đây. Bé về đến tỉnh Thất. Thì 11 giờ trưa ngày hôm đó ba của bé đến. Ba bé đến thăm bé. Thì suốt quá trình từ 11 giờ cho tới chiều tối 6 7 giờ tối đó là ba cứ nặng nặng là phải bé phải về và phải về. Rồi sau đó trời sắp tối rồi bé biết là không ổn rồi. Rồi bé tự bé trốn đi. Bé tự trụ đi. Rồi bé trốn đi. Thì gia đình nghĩ rằng ở đây tôi là dàn dựng cảnh cho bé trốn đi. Rồi qua hai sau ngày 23 bỏ 24 người ta kéo 50 người vô người ta xử lý mình. Vậy là nhà đi của bé gần đây không thầy? Phía luật sư
đấy, chúng tôi xuống đây thì không biết là bên phía thầy đại diện cho tỉnh thất thì có bị gửi gắm cái điều gì không, là đối với cái vấn đề sự việc xảy ra như vậy đấy. Tôi thấy một cái vấn đề đối với tôi là nó hết sức là nghiêm trọng. Tôi chú tâm về cái vấn đề đó nhất, đó chính là cái động thái, cái hành vi mà 50 người đi vào nhà đập phá tan qua cái nhà, nó thịt xong vô nhà dân hoặc là nó ghim vô mắt là chết rồi đó, rõ ràng là chết thiệt. Tại vì nó ghim vô trong này thì nó mai 7 mũi, nó ghim vô bụng là nó lủng bụng như con dao đâm vô bụng là chết. Miếng rất là bén, một cái miếng gạch men mà miếng rất là bén, miếng nó bị bể mà nó có 3 cái tam giác nhỏ thì nó đụng tới đâu là chết tới đó. Như vậy là theo quan điểm của thầy là trong trường hợp mình 50 người vào bạo loạn ở tỉnh thất và có cái hành vi sử dụng các cái viên gạch như vậy có thể là gây chết người đấy. Cái điều đó rất là cần phải lên án, cái điều đó là và phải đem cho cái bà mà cầm hai cái miếng gạch men đó cố tình mang một trong cái tâm tưởng của mình, cố tình mà cầm và chọi vô người ta, đó là một cái sự mà độc ác chịu được. Như vậy thì tiền đấy thì các phía bên thầy cũng mong muốn là cơ quan nhà nước có thẩm quyền đó tiến hành có những điều tra để giải quyết cái vụ việc này rõ ràng, đúng không? Minh bạch và đưa lại cái chủ cái tinh thần cho nó ổn định, đúng không? Thì hiện tại sau cái vụ việc như vậy thì cuộc sống của các thầy ở đây là có ảnh hưởng với tài đã ổn định lại chưa thầy? Tạm thời được, mà sống trong sự lo sợ, bởi vì người ta mai phục tùm lum hết trơn á. Người ta kiếm gái người ta. Không xử lý cái vấn đề đó với lại cái người mà muốn đi tu mà đi xử lý cái người cái nhà chùa là chết nhà chùa người ta rồi đâu có thể làm gì được. Quý vị khán giả thân mến, quý vị vừa nghe xong cái đoạn giải trình của thầy Nhất Nguyên với vị luật sư tài ba của Thiền Am. Thưa quý vị, thì video đến đây cũng đã dài, cho Hiếu xin được kết thúc và xin hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo ạ. Sự việc như thế nào thì chúng ta sẽ cùng phân tích trong cái video tiếp theo của Hiếu. Rất mong là quý vị khán giả khi xem hãy ủng hộ Hiếu một đăng ký, một like và một chia sẻ. Hiếu xin chân thành cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cuối video xin chúc cho tất cả cô chú anh chị và các bạn trong và ngoài nước luôn luôn có thật nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, gia đình hạnh phúc và thành công hơn nữa trong cuộc sống ạ. Xin cảm ơn và xin kính chào tạm biệt.